chào cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì đến với bài kiện của em Nhi ha. Em Nhi quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình luôn mày giống mày ghép giống dẻo như ý nè. Tân châu bảy tạo này, ha. Rồi nhị ngọc toàn cẩm thạch ha. Giá cực kỳ yêu thương luôn. Mong cô chú anh chị xem được cái nào mình ủng hộ cho dùng của em Nhi ha. Rồi không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp em Nhi để em Nhi chào giới thiệu qua giao lưu luôn ha. Chào chào Nhi ha. Dạ em xin chào anh, xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay trở lại kênh xin lưu cô chú anh chị luôn mày giống nha. Cũng mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Như clip hôm nay mã số 32C là một cây giảm như ý nha. Rồi. Hoành được 18, cao 62, cái này mình được 69. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 500.000 nha cô chú anh chị. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 33C một cây siêu bình lợi. Rồi. Không có lắc nha. Hoành 15, được, cao 63. Ha. Cái này mình được 62. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá là 400.000 nha. Rồi đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 34 xeo cây nhị ngọc toàn ạ. Cây này sữa bay được nha cô chú anh chị ha. Dạ cây này sữa bay được mà chờ phải cây đọt hết gơ đọt nha. Mình được 15. Rồi. Cao 45. Cái này mình được 52. Rồi cây này cũng 400.000 thôi nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 35C. Rồi. Một cây giảm như ý nha. Rồi, không số luôn nè. Cái này là nuôi không bao lâu là mình nó bự là bá luôn á. Hoành mình được 15. Có củ luôn cô chú anh chị. Rồi. Cao 58. Cái này mình được 65. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xem mình giá 450 ạ. Rồi 450 ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 36C. Rồi. Một cây giảm như ý. Rồi, tàn quá trời đá luôn cô chú anh chị ha. Củ nè. Bao chuẩn giống bao hành giống nha cô chú anh chị. Hoành mình được 18. Rồi hoành 18 luôn, cao 66. Cái này mình được 60. Cái này mốt cây bự là tàn tròn lắm nha. Để cô chú anh chị là sao mình giá 550. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 38C. Ủa. Dạ 37C cô chú anh chị. 37C. Một cây siêu bông bình lợi. Rồi không số luôn em ha. Củ nở luôn cô chú anh chị ơi. Hoành được 16. Cao mình được 49, có ngang mình được 43. Rồi để cô chú chị gần xa mình giá 400.000 thôi nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 38 xeo cây nhị ngọc toàn cẩm thạch ạ. Lời tàn đẹp lắm nha cô chú anh chị, vô dây rồi nha. Cây này thì tách này cho tách ok nha. Quanh được 15. Rồi. Cao 65. Cái ngang mình được 62. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá là 600.000. Rồi, 600.000 cho cây này ha. Dạ. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 38C. Rồi. Một cây giảm như ý. Này cái tàn đẹp nha cô chú anh chị. Hoành được 17. Rồi. Cao 67. Cái này được 51. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 450 ạ. Rồi 450 ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 39C. Rồi. Đúng không? 40C chứ. 40C. 40C nha, một cây giảm như ý nữa nha. Rồi, một cây như ý cô chú anh chị ha. Cái này bo già nè cô chú anh chị ha. Hoành được 14. Rồi. Cao 63. Cái ngang mình được 53. Rồi. Cái này để cô chú anh chị gần xong mình giá 450 nha. Rồi. Mấy cây này cô chú anh chị mình mua về á, mình lấy bo đợt tháng 10 là ok lắm nha cô chú anh chị ha. Nó lấy bo ghép đợt tháng 10 là rất là ngon luôn á, tại vì bo già, bo nó già tới á, thì tháng 10 mình ghép là cây sẽ rất là ok luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 41C. 41C, một cây bình lợi luôn nha cô chú anh chị. Siêu bông bình lợi. Không số luôn em. Hoành 18. Củ nở nha cô chú anh chị nè, rễ lực nè, rễ bỏ ra 3 4 cọng. Cao 62, cái ngang mình được 67. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá là 400.000 nha, cũng là cây cuối clip của em nha. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại. Rồi muốn thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.